Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 128 hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký. Khi áp dụng hướng dẫn này, các địa phương sẽ tạm thời không áp dụng quy định của chỉ thị 15, 16 và 19. Trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp phòng chống dịch trên quy mô toàn tỉnh cao hơn hướng dẫn thì phải báo cáo Bộ Y tế và Thủ tướng. Tuy nhiên, trong sáng ngày hôm qua 13 tháng 10, tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội vẫn đang áp dụng theo hình thức kiểm tra cũ, áp dụng kiểm soát phương tiện người ra vào thành phố theo chỉ thị 16. Tại các chốt kiểm soát cửa ngõ ra vào thành phố Hà Nội, người dân phải thực hiện khai báo y tế, có giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính trong vòng 72 giờ, giấy tờ tùy thân, giấy đi đường hoặc giấy xác nhận ra vào Hà Nội để thực hiện nhiệm vụ công vụ chống dịch. Tại trạm BOT Pháp Vân Cầu Rẽ, hàng dài phương tiện, người dân vẫn phải xếp hàng để thực hiện khai báo y tế, cũng như xuất trình các giấy tờ liên quan để được ra vào thủ đô. Các trường hợp không đủ các giấy tờ nêu trên, lực lượng chức năng sẽ buộc quay đầu. Người dân thắc mắc, hôm qua họ đã đọc rất kỹ thông tin sẽ tạm dừng áp dụng các chỉ thị 15, 16 và 19 về chống dịch của Thủ tướng. Tuy nhiên, khi ra tới trạm kiểm soát này thì vẫn phải xuất trình giấy tờ, đặc biệt là việc dừng xe lại để khai báo y tế. Nhiều người dân mong muốn, với người đã tiêm 2 mũi vaccine COVID-19, xét nghiệm âm tính rồi, thì nên tạo điều kiện nhanh nhất cho lưu thông khỏi thành phố. Chứ như hiện nay, thủ tục rất rườm rà, gây nhiều cản trở, khó khăn, tốn kém trong việc đi lại. Cập nhật tình hình COVID-19 sáng ngày 14 tháng 10. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số ca F0 thở máy và ca tử vong đều giảm mạnh. Trong khi đó, tại Quảng Nam, phát hiện chùm lây nhiễm mới trong trường học. Thành phố Hồ Chí Minh, các bệnh viện đang điều trị hơn 3.100 F0 thở oxy và thở máy, giảm hơn 2,5 lần so với cách đây một tháng. Có bệnh viện còn không có bệnh nhân phải hỗ trợ hô hấp. Theo Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, sau gần 2 tuần nới lỏng giãn cách kể từ hôm 1 tháng 10, tình hình dịch bệnh tại thành phố tiếp tục chuyển biến tích cực. Số ca mắc mới điều trị mỗi ngày giảm ở tất cả các tầng, trong khi lượng người xuất viện hàng ngày tiếp tục tăng cao. Số người cần thở oxy và thở máy tại các bệnh viện đều tiếp tục giảm. Số ca tử vong theo tuần ngày càng giảm rõ rệt. 3 ngày qua, thành phố ghi nhận tổng cộng 219 ca tử vong, trung bình 73 ca trên một ngày. Trước đó, con số này là 608 ca. Giai đoạn cao điểm nửa cuối tháng 8, các bệnh viện ghi nhận hơn 2.000 ca tử vong một tuần, tức là gần 300 ca trên một ngày. Phát hiện chùm lây nhiễm mới trong trường học ở Quảng Nam. 16 học sinh, một giáo viên trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Phước Chánh, huyện Phước Sơn, Quảng Nam mắc COVID-19 liên quan đến một F0 chưa rõ nguồn lây. Ngày 13 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Phước Sơn công bố 19 ca dương tính nCoV trong cộng đồng. Trong đó, ngoài 16 học sinh và một giáo viên, còn có một người ở xã Phước Chánh và một người ở xã Phước Đức. Sự việc được phát hiện trưa hôm qua, khi bệnh nhân nữ 18 tuổi, ngụ xã Phước Chánh có biểu hiện ho sốt và đến bệnh viện Đa khoa Minh Thiện, thành phố Tam Kỳ điều trị. Trước khi vào viện, cô gái được xét nghiệm và có kết quả dương tính nCoV. Cơ quan chức năng huyện Phước Sơn truy vết, lấy mẫu xét nghiệm người thân và hàng xóm của bệnh nhân. Kết quả, em gái của cô đang học trường phổ thông dân tộc bán trú và trung học cơ sở Phước Chánh cùng với một người hàng xóm dương tính. Ngành y tế lập tức lấy mẫu xét nghiệm ở ngôi trường có 341 học sinh và 29 cán bộ, giáo viên, nhân viên, phát hiện 16 em và một giáo viên, một người ở xã Phước Đức mắc nCoV. Thưa quý vị, trước làn sóng người dân ồ ạt trở về quê, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho rằng nếu chúng ta không có các giải pháp đồng bộ thì nguy cơ dịch gia tăng trong những ngày tới là rất lớn. Theo Thứ trưởng, nguy cơ bùng phát dịch ở những địa phương có đông người dân di cư về là hiện hữu. Lý do vì ở nhiều nơi, tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 còn thấp, có thể có người về không khai báo hoặc khai báo không trung thực. Ngoài ra, số lượng người dân về đông có thể gây quá tải cho các khu cách ly tập trung. Vì thế, các địa phương cần thực hiện hướng dẫn của Bộ Y tế về kiểm soát người về từ vùng dịch, nâng công suất tối đa cơ sở cách ly tập trung, làm tốt công tác cách ly tại nhà và chống nhiễm khuẩn để tránh lây nhiễm chéo. Thứ trưởng Tuyên cũng đặc biệt nhấn mạnh về việc kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư, quản lý chặt chẽ công dân khi ra vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc tại địa phương, doanh nghiệp như lái xe, phụ xe đường dài liên tỉnh, người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú, người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc để có biện pháp quản lý phù hợp, khai báo y tế thường xuyên, xét nghiệm định kỳ theo quy định. Các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch và thường xuyên xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm, xử lý kịp thời,
đồng thời chuẩn bị đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine. Thưa quý vị, đội ngũ bác sĩ nói chung và cụ thể tại Bệnh viện Việt Đức nói riêng đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Nhân lực y tế hỗ trợ sẽ rút khỏi Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm qua 13 tháng 10, thì trung tâm được chuyển giao lại cho Bệnh viện Đại học Y Dược tiếp tục nhiệm vụ cứu chữa người bệnh COVID-19. Cụ thể, Bệnh viện Việt Đức là một trong những đơn vị được Bộ Y tế điều động xây dựng trung tâm hồi sức COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh bùng phát đợt dịch thứ tư. Từ một bãi đất trống, các đơn vị đã gấp rút thi công trong thời gian ngắn thiết lập cơ sở hạ tầng triển khai trung tâm hồi sức COVID-19. Tiến sĩ bác sĩ Ngô Quang Thủy, Phó Giám đốc điều hành trung tâm hồi sức cho biết, đã tiếp nhận những bệnh nhân đầu tiên từ ngày 11 tháng 8 trong bối cảnh số ca mắc tại Thành phố Hồ Chí Minh gia tăng cao. Sau 2 tháng, trung tâm đã điều trị tổng cộng 971 bệnh nhân, gần 600 bệnh nhân đã ra viện. Hiện chỉ còn 12 bệnh nhân thở máy và 2 bệnh nhân thở HFNC. Ngoài nhiệm vụ điều trị, theo phân công của Bộ Y tế, Bệnh viện Việt Đức hỗ trợ chuyên môn cho 8 bệnh viện vệ tinh. Đến nay, nhiều bệnh viện đã trở thành bệnh viện xanh. Cụ thể, Bệnh viện Việt Đức hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong cuộc chi viện tiếp sức cho Thành phố Hồ Chí Minh đẩy lùi dịch COVID-19. Ngày 13 tháng 10, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đã ký quyết định về việc chuyển giao trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh về trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh quản lý kể từ ngày 14 tháng 10. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đã ký ban hành công điện số 21 về triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong bối cảnh tình hình mới và sẽ áp dụng bắt đầu từ 6 giờ ngày hôm nay, 14 tháng 10. Theo đó, thì Hà Nội đồng ý để các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các cơ sở bán rượu bia, bia hơi được phép hoạt động phục vụ tại chỗ không quá 50% chỗ ngồi và đảm bảo khoảng cách. Cụ thể, Hà Nội đồng ý để các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi, được phép kinh doanh phục vụ tại chỗ không quá 50% chỗ ngồi và phải đảm bảo khoảng cách có vách ngăn hay là tấm chắn. Chủ cơ sở và nhân viên được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, yêu cầu khách hàng thực hiện quét mã QR code. Các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo biện pháp phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế và thành phố, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đơn vị, chủ các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và cá nhân tham gia. Lãnh đạo thành phố cũng đã đồng ý để các cơ quan, công sở, tổ chức, doanh nghiệp trở lại hoạt động bình thường, thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, khuyến khích làm việc trực tuyến. Thành phố cho phép xe buýt, xe taxi được hoạt động theo công suất và hướng tuyến do Sở Giao thông Vận tải hướng dẫn, đảm bảo các quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế và các quy định phòng chống dịch. Tại công điện này, thành phố cho phép các khách sạn, cơ sở kinh doanh lưu trú được hoạt động trở lại không quá 50% công suất, đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh lưu trú và các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của ngành du lịch. Một chương trình tri ân dành cho lực lượng y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh do Tổng công ty du lịch Sài Gòn, Sài Gòn Tourist Group vừa được triển khai vào sáng ngày hôm qua, 13 tháng 10. 5.000 tô phở yêu thương dành tặng cho lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch, ngoài việc tri ân họ bằng chính hương vị quê nhà, còn giúp gắn kết các y bác sĩ vốn chỉ kịp biết đến tên nhau qua bộ đồ bảo hộ sau thời gian dài chống dịch. Để chuẩn bị cho cái 5.000 tô phở thì các nguyên vật liệu phải nhập về trước. Và chúng tôi phải thức từ 4 giờ sáng để mà chuẩn bị đến 8 giờ để phục vụ cho khách. Thì ở trong đó thì phải nói rằng bản thân tôi cũng như anh chị em vũ rất là vinh dự và tự hào khi mà được sự phân công của cấp trên để mà nấu những cái tô phở đem lại cái tâm tư tình cảm của mình ở trong đó để mà phục vụ cái y bác sĩ. Các y bác sĩ đang lưu trú tại 24 khách sạn thuộc Sài Gòn Tourist sau chuỗi ngày gian nan cùng Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đã có một bữa sáng đặc biệt. Thưởng thức một tô phở Bắc, món ăn hương vị quê nhà và thư giãn tại không gian vườn đứng trong khách sạn. Đây cũng là dịp để các y bác sĩ tâm sự, trao đổi chuyên môn với nhau sau thời gian dài chống dịch mà có khi họ chỉ kịp biết đến tên nhau qua bộ đồ bảo hộ. Gần 6 tuần rồi. Nhớ phở Thanh Hóa, nhớ bún chả Thanh Hóa. Hôm nay được đi ăn phở thì lâu ngày được ăn thì cảm thấy cũng ngon. Nó làm cho những người
làm công tác chống dịch tuyến đầu xa nhà cảm thấy ấm lòng hơn, được các bạn ở trong thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thì cũng cảm giác được động viên rất là nhiều. Khi lực lượng y tế, y bác sĩ tuyến đầu chống dịch đã hy sinh cống hiến cho thành phố, và đây cũng một cái trong cái chuỗi những cái hoạt động mà thực hiện nhiệm vụ phục vụ công tác hậu cần cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của thành phố. Và đây, nhân dịp này thì thể hiện cái trách nhiệm của tổng ty đối với lãnh đạo và người dân thành phố, cũng thông qua đó thể hiện tinh thần vì cộng đồng của tổng ty Sài Gòn. Tại vì cũng như các anh chị biết, thời gian vừa qua thì Sài Gòn đã trải qua một cái đợt dịch, thì tới ngày hôm nay chúng ta cũng được dần với trở về với cuộc sống bình thường mới. Thì đó tri ân là một nghĩa cử cao đẹp của người dân thành phố đối với đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu. 5.000 tô phở yêu thương, món quà ấm áp giống như một lời cảm ơn chân thành dành cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đối với những y bác sĩ không thể thưởng thức tại khách sạn Rex, phở vẫn được đóng gói kỹ lưỡng và gửi đến các khách sạn nơi họ lưu trú để phục vụ món phở theo đúng khẩu vị mà họ yêu cầu. Chương trình 5.000 tô phở yêu thương dự kiến diễn ra trong 3 ngày, ngày 13 đến ngày 15 tháng 10, thời gian phục vụ cả sáng, trưa, tối tại hệ thống các nhà hàng của khách sạn, tuân thủ theo tiêu chuẩn an toàn 5K.